các tính năng trong cái bộ chống trộm của xe máy điện nha. Thì đây là cái remote của bộ chống trộm, nó gồm có 4 nút nha. Nút dưới cùng là nút tìm xe. Đấy, tìm xe. Nút thứ hai là nút tắt mở nguồn, để chúng ta bấm hai cái là lúc này cái nguồn đồng hồ nó sẽ tự động sáng lên, rồi chúng ta có thể vận hành được xe, ta lên ga là chạy thôi. Lúc này chúng ta không cần dùng chìa khóa, không cần dùng chìa khóa nha. Đấy, chúng ta sử dụng mỗi cái remote thôi. Đây là nút tắt mở nguồn ha. Tắt nè. Tính năng thứ hai đó là tính năng chống trộm ha. Mình sẽ có hai cái nút hai bên, nút mở khóa và nút chống trộm là nút này. Đó, thì để dễ hiểu hơn thì mình sẽ giới thiệu về cái dây chức năng trong cái bộ chống trộm. Bộ chống trộm mình nằm ở dưới này ha, nó được lắp ở dưới này. Đây là cái anten của nó. Nó có tổng cộng là 5 dây. Hai dây màu đỏ màu đen là hai dây nguồn nuôi cho cái bộ chống trộm. Nguồn nuôi ha, từ ắc quy. Cái dây màu xanh này là dây lấy tín hiệu từ bánh xe, từ dưới cái bánh xe của chúng ta đó. Khi mà trộm dắt xe chúng ta đi thì cái tín hiệu từ dây màu xanh này nó sẽ gửi về bộ chống trộm, và bộ chống trộm nó sẽ gửi tín hiệu về IC. Thì cái dây mà nó gửi về IC là dây xanh dương, nó sẽ gửi tín hiệu về IC. Thì lúc này IC sẽ điều khiển là khóa bánh lại, làm cho xe chúng ta không di chuyển được ha. Đây ví dụ ha, mình cài chống trộm rồi. Đấy, bây giờ chúng ta cố tình chúng ta dắt xe đi nè. Xe để nó điều khiển là qua dây xanh lá cây này. Đấy, nếu chúng ta mà rút cái dây xanh lá cây này ra. Đấy, thì lúc này chúng ta sẽ quay được bánh xe nha. Chúng ta sẽ quay được bánh xe. Đây. Đấy, quay được bánh xe ha. Đấy. Lúc này nó mất cái tính năng khóa bấm rồi. Tại vì lúc này không còn tín hiệu để gửi lên bộ chống trộm nữa. Đấy, không còn tín hiệu nữa ha. Đó là cái chức năng đầu tiên, là chức năng khóa bánh thông qua tín hiệu từ dây xanh lá. Cái dây màu cam là dây nguồn nha. Dây màu cam là dây nguồn. Khi chúng ta mà sử dụng cái chức năng mở nguồn bằng cái remote á, thì nó sẽ cấp nguồn thay cho cái ổ khóa là thông qua dây màu cam này. Dây này là dây nguồn thôi. Bây giờ nếu trường hợp chúng ta ngắt cái dây màu xanh này ra, chúng ta cài chống trộm đúng không ạ? Ngắt dây màu xanh ra và chúng ta mở khóa điện lên. Không được. Đấy. Đấy. Thì lý do là sao chúng ta quay không được nha. Đây. Đây. Cái dây từ bánh xe mình đã ngắt ra rồi. Tuy nhiên, khi chúng ta mở khóa điện lên thì lúc này cảm biến ở dưới bánh xe nha. Đây. Mặc dù chúng ta ngắt cái dây xanh lá rồi, nhưng mà khi mà chúng ta mở khóa điện lên thì lúc này còn cảm biến horn ở dưới bánh xe này. Nó sẽ có nguồn và nó sẽ hoạt động. Rồi nó sẽ gửi tín hiệu lên IC. Đấy, khi chúng ta quay bánh xe đó, nó sẽ gửi tín hiệu lên IC. Và lúc này IC nó sẽ kích hoạt cái hệ thống chống trộm. Tức là nó sẽ truyền tín hiệu thông qua cái dây màu xanh dương này. Đó. Thì mình sẽ nhắc lại là nó cho dễ. Khi mà chúng ta tắt khóa đó, thì lúc này nó sẽ lấy tín hiệu từ dây xanh lá. Rồi khi chúng ta mở khóa lên, mặc dù dây xanh lá đứt rồi, nhưng mà mở đó, mở khóa lên thì lúc này nó lại lấy tín hiệu từ cái con cảm biến horn ở dưới IC đi, dưới động cơ đi lên 5 dây nè ha. Đấy. Nếu mà chúng ta ngắt cái này luôn thì nó sẽ không còn chức năng báo động nữa, không còn chức năng khóa bánh nữa. Đấy. Đó là hai cái đường mà nó chống trộm nha anh. Một là lấy tín hiệu trực tiếp từ cái bánh xe. Nếu mất tín hiệu từ bánh xe thì nó lại tiếp tục lấy tín hiệu từ cái con cảm biến horn, mình hay gọi trên xe máy là CKB đó. Đấy, con này nó sẽ lấy tín hiệu khi mà chúng ta quay bánh từ dưới bánh xe quay lên, nó đưa vào đây, nó đưa vào IC và nó nhận biết được là chúng ta đang dắt xe và nó sẽ khóa bánh ha. Đó, nếu mà mình rút này ra luôn thì nó sẽ mất luôn tính năng đấy. Nó chỉ hú rồi, chỉ hú rồi, mình quay bình thường.